Ờ, xin, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến loạt bài dẫn về Java và Database. thì um, bài này mình hướng dẫn đến các bạn một tí về ResultSet. thì mình mình dự định lúc đầu là mình kết thúc toàn bộ cái phần code rồi sau đấy mình mới demo cái cái dữ liệu ra nhưng mình sợ như thế các bạn sẽ khó hiểu và một số bạn này là chưa làm quen với Database bao giờ thì các bạn nghĩ rằng nó nó quá khó hiểu để viết code tiếp thì uh, mình sẽ demo một đoạn ngắn ở đây để các bạn có thể hình dung ra thì về cơ bản chúng ta có cái phương thức main ở đây và chúng ta sẽ sau khi chúng ta initialize cái connection thì chúng ta sẽ tạo ra một cái SQL SQL command đây. bằng với lại cái gì select name from student như này. Thì chúng ta có có cái câu lệnh như này và chúng ta có cái result set rs bằng với lại db chấm như này thì các bạn sẽ thấy là cái 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 đoạn này thì nó không có gì nhiều đúng không? thì cái, cái reset này là cái gì? thì nó là một cái phần chứa dữ liệu mà chúng ta có thể duyệt theo dạng iterator tức là next, next chẳng hạn thì đấy là cái cái cách mà chúng ta chúng ta sẽ, chúng ta lấy dữ liệu từ cái reset này thì từ từ hãy nói với vấn đề này thì chúng ta quay trở lại với oracle thì chúng ta uh, mình insert một số cái một số row vào trong cái table student thì chúng ta có ba cái row ở đây và mình commit thì khi chúng ta select star thì chúng ta thấy có phương Lucky clover ở đây thì có tất cả đầy đủ các dữ liệu thì bây giờ từ cái rs này thì làm thế nào để chúng ta lấy được dữ liệu thì cái thằng rs này nó có một cái gọi là rs. Uh, next như này thì nó sẽ lấy dữ liệu thì nó sẽ dịch dữ liệu này nó giống hệt như cái thằng uh, thằng iterator không có gì khác cả thì bây giờ chúng ta có thể sit out như này rs.get thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái thằng rs này có rất nhiều loại get khác nhau thì các bạn sẽ thấy get string hay là get in hay là get boolean thì tùy từ cái dữ liệu uh, của trong cái table mà chúng ta có. Ví dụ như trong cái table student này chúng ta có các loại số chẳng hạn thì chúng ta sẽ get in hay là get boolean thì đấy là tùy các bạn. Thì ở đây chúng ta kiểu dữ liệu là varchar nên chúng ta sẽ là get string. Get string ở đây xong thì chúng ta sẽ có hai cái loại dữ liệu tham số truyền vào như các bạn thấy trên màn hình. Một đấy là column index index này thì nó nằm trong cái phần dữ liệu của câu lệnh select này ví dụ select ở đây có nhiều column chẳng hạn thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4 thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể lấy và và một cái nữa đấy là column name label ở đây thì các bạn có thể lấy label là name thì nó chính là hai cái riêng nhau thông thường người ta sẽ lấy đánh số như này cho dễ thì đấy là con số 1 ví dụ này thì bây giờ chúng ta mà chạy cái này uh, Xin lỗi các bạn, mình chưa chuyển về cái này thì đây là cái uh, MySQL Oracle ở đây thì chúng ta chạy cái này. Null pointer. Xin lỗi các bạn, để mình nhìn lại xem nó sai chỗ nào. select name. Uh, xin lỗi các bạn, mình thiếu một câu lệnh quan trọng đấy là <laughs> cái này chúng ta cần phải create statement trước thì bởi vì chúng ta không tạo ra cái này nên cái thằng statement nó nó bị null thì sau khi chúng ta chạy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có phương ducky clover ở đây um, thì như thế cái cách chúng ta làm việc với xét là chúng ta sẽ sau khi chúng ta có xét này chúng ta sẽ kiểm tra từng phần tử của thằng này và chúng ta có thể duyệt thì từng phần tử của thằng này nó sẽ là cái râu dữ liệu và chúng ta uh, khi mà chúng ta nó nằm Ví dụ như các bạn mà có nhiều column khác nhau ở trong cái câu lệnh select này thì nó sẽ tương ứng với lại một cái, cái 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 row ngang như này và có các cái field ở trong này thì ví dụ như đây là name hay là age hay là address chẳng hạn thì cái thứ tự các bạn có thể thấy là 1 2 3 4 hoặc là ví dụ như thay bằng name, address hay là uh, những cái trường thông tin của các bạn mà có tên ở đây. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta làm việc với data set và mình xin lỗi các bạn là ở cái phần data này thì mình uh, quên mất có câu lệnh create statement này trước thì bởi bởi vì nếu không thì cái thằng này nó là null thì chúng ta cần phải thực hiện cái câu lệnh uh, create trước. Thế là tất cả những cái gì mà chúng ta cần làm việc với lại create statement và xử lý dữ liệu với cái set này thì phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cách chúng ta uh, làm việc với lại update, update dữ liệu, uh, tức là uh, sql update tức là chúng ta update, delete và insert thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.